của thành phố Tân An. Hôm nay mình sẽ đi viếng thăm, ghé thăm cái bếp cơm không đồng của tỉnh xá Ngọc Tâm ở Tân An. Chào cô bác anh chị và các bạn nha. Buổi sáng chúc cô bác anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan viếng thăm hoạt động của bếp ăn không đồng tỉnh xá Ngọc Tâm tọa lạc tại số 253 xẹt 14 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, Long An. Rồi, ở đây là cái cổng của tỉnh xá Ngọc Tâm. Rồi, không làm mất thời gian của cô bác anh chị các bạn nữa, giờ chúng ta vào tỉnh xá xem hoạt động của bếp ăn không đồng của các ni cô tỉnh xá Ngọc Tâm như thế nào nha.
Rồi xin mời các bạn cùng đi tham quan. Đây là cái đường vào tỉnh xá các bạn. Và đây là cổng tỉnh xá Ngọc Tâm. Xe nó trái hoài vậy á. Ở đây các bạn, đây là cái toàn bộ là tỉnh xá Ngọc Tâm, đó là chánh điện này. Xây hình lục giác. Các cô ở đây là tu theo hệ phái Phất Sĩ nha các bạn. Viên tỉnh xá không có to lắm nhưng mà rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Đây là tượng mẹ Quán Âm. Buổi sáng các cô lao động. Đây các bạn, đây là những cái hoạt động của các cô với tấm lòng từ bi bác ái của mình. Các cô cũng không ngại khó khăn, bỏ một phần sức lực của mình ra để nấu những phần cơm rất là ý nghĩa cho những bệnh nhân nghèo khó, bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Đây là sư cô đang dạ con chào sư cô. Dạ. Tôi là Phật tử xuất gia. Cô là Phật tại gia, tu tại gia. Dạ, vậy là cô tu tại gia ha. Dạ. Tới công quả cô ha. Tới công quả thôi. Dạ. Nấu cho hai bệnh viện. Dạ. Bệnh viện Đa Khoa với bệnh viện Tâm Thần. Dạ. Dạ. Rất là tốt luôn. Mười mấy năm rồi. Đây là những cái vị Phật tử cũng có cái tấm lòng Bồ Tát, mặc dù cuộc sống cũng còn rất là nhiều khó khăn nhưng mà cũng dành chút ít thời gian tới để công quả, đó là giúp cho những bệnh nhân nghèo có được một cái phần ăn, đỡ bớt được một phần gánh nặng trong cuộc sống. Rồi cảm ơn cô nha. Đây là những cái phần canh. Dạ này chè. À, chú chân. À, những cái phần chè chú chân để cho bệnh nhân tráng miệng. Rất là đầy đủ luôn mà. Những cái phần cơm xong rồi có những cái phần chè hay là hoặc là nước giải khát. Đó, đây là những cô Phật tử cũng không ngại khó khăn là bỏ một chút ít thời gian tới công quả với lại các cô ở tỉnh xá, giúp cho những bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân tâm thần là bớt được một cái phần nào đó khổ cực trong cuộc sống. Rồi cảm ơn mấy cô. Đây là những cái phần cơm là nấu chín, chuẩn bị vào hộp để cho những bệnh nhân. Và đây là những cái bịch canh chua là các cô đã vào sẵn. Ở đây là một cái thau canh chua. Dạ lên mạng. Đây là những cô
tới công quả với lại các sư cô ở tỉnh xá Ngọc Tâm. Đó, mặc dù các cô cũng có hoàn cảnh cũng không có sung sướng gì mấy, nhưng mà vẫn dành chút ít thời gian tới để tiếp tay với các sư cô tỉnh xá Ngọc Tâm. Đó là lo cho những bệnh nhân, những hoàn cảnh khó khăn có được phần ăn. Đây là hoàn cảnh hoạt động của các cô Phật tử. Ủa sao dơ hoài vậy, cà đang ra mà sao dơ hoài vậy? Không nào. Trong đây là những cái thau đã chuẩn bị để nấu canh chua các bạn. Đây là bạc hà, đây là rau muống, và đây là đậu hũ, khổ qua, rau thơm. Và đây đặc biệt là cái nồi canh chua các cô đang nấu. Rất là nhiều phần ăn đó bạn, mỗi một ngày là các cô nấu tới mấy trăm phần ăn cho những bệnh nhân nghèo khổ. Ở đây có bà Hai này đã đang chiên đậu hũ. Đây là những miếng đậu hũ đã chiên xong. Hoạt động của bếp. Bếp ăn không đồng của tỉnh xá Ngọc Tâm. Khúm nha, là mỗi người mỗi việc đó, mỗi người một tay là giúp cho các sư cô ở tỉnh xá nó hoàn thiện một bữa ăn cho các bệnh nhân, rất là vui luôn đó. Đây là các cô Phật tử. Chứ không sao đâu, không chạy đâu. Và đây là những cái phần trái cây thanh long để chuẩn bị phần này, phần lai xét hả cô? Dạ, đây là những cái phần lai xét cho các bệnh nhân khó khăn các bạn. Mỗi người một việc rất là vui. Nè, các bạn thấy thanh long nó gọt ra rất là đẹp luôn. Những bữa ăn đầy dinh dưỡng cho các bệnh nhân nghèo khó, những bệnh nhân tâm thần. Mỗi người góp một tay các bạn, thì cũng là tạo một cái phước. Đây là những cái rổ rau xanh, rau ôm để chuẩn bị nấu canh rồi. Chị đang rửa dưa leo. Nói chung là mỗi người một tay. Dạ, chào à. Mỗi người một tay, người lặt rau, người làm chuyện này chuyện nọ, giúp cho các sư cô của tỉnh xá giúp cho từ thiện hoàn thiện bữa ăn không đồng cho các bệnh nhân, rất là hay quá. Và ở tỉnh xá Ngọc Tâm này cũng đặc biệt là cái trường hạ nha các bạn, trường hạ để các sư cô tập trung về đây, đó là học hạ. Đây là khung cảnh. Tỉnh xá Ngọc Tâm tuy không to nhưng mà rất là ngăn nắp và rất là đẹp. Dạ. Các bạn như là thấy rất là nhiều những cái mâm cơm đã được nấu chín, chuẩn bị vào bịch. Bên đây là vào hộp. Thương biết
rất là vui và rất là trôi chảy, mỗi người một việc. Và đây là cái phần vào nước các bạn, vào nước để gửi cho các bệnh nhân. Sau khi ăn cơm xong có chè rồi có nước có sâm đầy đủ những chất dinh dưỡng. Những cô chú Phật tử âm thầm góp một phần sức lực của mình cho công việc thiện nguyện, giúp bà con bệnh nhân nghèo vượt qua được những cái nỗi đau, những cái sự khó khăn trong cuộc sống, rất là trân quý các bạn. Đây là những vị Bồ Tát âm thầm đáng được sinh tồn. Đây là những cái bậc đá, những cái bậc công vô mấy che nó mát. Có dọn ai dọn vô mấy che đó. Các cô chú ai dọn dùng nó cái ngồi này mấy bàn này. Hồi sáng lũ sôi là đây hai chị em mà dọn mà hết chịu. Trời đất ơi, nói vậy là em chị ơi, em có giờ tủ rồi. Chị vô em vô đóng rồi em nằm luôn rồi. Nằm có người sao bớt nằm như thế nào. Làm cái bà mà canh hồi sáng ai vô bà không biết cho. Bà hai đó thôi, thôi để cho. Bà canh đi, thôi làm đi. Các bạn đó, trên đó là chánh điện của tịnh xá Ngọc Tâm, nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tổ sư Minh Đăng Quang, và cũng là nơi để các cô tu tập niệm Phật. Và đây là các cô đang làm những cái Phật sự của mình. Các cô hội tụ về đây để nhập hạ các bạn. Nói rồi sáng là các cô làm Phật sự xong rồi rồi phải tu tập. Rất là sạch sẽ, ngăn nắp các bạn. Xem lại những cái chậu kiển rất là đẹp. Đây là tượng Quán Thế Âm. Mấy sau có cái hàng dương rất là đẹp luôn các bạn.
Mới kinh cái bệnh là cái chùa. Bán nó chứ là đau gì. Bán mà chết hai bên giờ. Bán cơm chị dễ bà. Đúng không? Ừ, đúng đó. Cái này thì bán cho bán hết các ra bán mẹ. Sao vậy? Sao vậy? Tại sao? Tại sao? Tại rớt, sao? Rớt xuống đất rồi. Rớt xuống đất hả? Rớt nữa, kia lại. Nói như các bạn thấy là các cô Phật tử đang vào thức ăn cho những phần ăn để gửi đến các bệnh nhân nghèo khó. Rồi, đây là toàn bộ tất cả hoạt động của bếp ăn không đồng Tỉnh Sáng Ngọc Tâm. Rồi, đến đây mình cũng xin kết thúc video cho các bạn. Các bạn cho mình xin một đăng ký, một like và một chia sẻ nha, để mình có thêm nhiều động lực để đi ghi hình lại những cái gì chân thật nhất của cuộc sống và những cảnh tươi đẹp cũng như hoạt động mua bán của các chợ miền Tây sông nước gửi đến các bạn xem giải trí. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.